Mình biết có rất là nhiều chị em phụ nữ là tới những cái ngày tháng đó đó là sẽ có những cái cơn đau rất là khó chịu, đau âm ỉ, có người là kiểu như là mặt mày xanh và không làm được gì việc gì trong gia đình luôn á. Tại vì mình đã cũng từng bị cái cảm giác đó rồi nên là mình đã tìm cái cách cho mình, thì mình đã đi tìm cái em này gọi là hoa anh thảo nha. Đây đây là cái hộp hoa anh thảo nè. Đây là cái hộp này nó sẽ được nhập từ Úc về á. Thành ra nó có tem hàng đảm bảo đàng hoàng này nha mọi người. Nó có ba tem luôn nha. Này một cái, đây hai cái nè. Rồi ở đây một cái nữa. Đây là mình hàng của công ty, thành ra mình không có sợ là hàng giả. Ở đây á thì một hộp nó sẽ có ba dĩa như vậy, mỗi dĩa 10 viên. Thì mình á là mình uống một ngày mình sẽ uống 2 viên. Mọi người ở nếu mà bên ngoài á thì mọi người sẽ đi mua thuốc những ngày đó gì uống để cho nó giảm đau, nhưng mà mình thì không chọn phương án đó. Tại vì mình á là mình biết được là tại sao cơ thể mình bị như vậy, lý do là mình bị thiếu nội tiết tố, thành ra mình đi bổ sung nội tiết tố chứ mình không đi uống thuốc giảm đau nha mọi người ha. Đây viên hoa anh thảo mình uống như vậy nè, mình lấy ra xong mình uống. Mình bổ sung cái nội tiết tố thì da dẻ của mình nó cũng sẽ được cải thiện hơn, tóc tai cũng được cải thiện hơn. Còn mình uống thuốc giảm đau thì nó chỉ chán qua khúc đó thôi rồi nó giảm đau bình thường ha. Thành ra mọi người mình tìm hiểu kỹ cái cơ thể của mình đó, là đang thiếu cái gì thì mình bổ sung cái đó, chứ không phải mọi cái đều uống thuốc tây hết ha. Chị em mà nếu mà muốn mua cái này để xài á thì cứ alo mình sẽ nói công ty gửi về tận nhà cho chị em mình ha. Mình để ở trong nhà đó, cứ gần tới mà mình cảm giác mình cơ thể mình nó có báo động á, cơ thể mình rất là thông minh nha. Mỗi lần mà gần tới là nó sẽ có báo động, mọi người lắng nghe cơ thể mình sẽ hiểu được là nó đang báo động cái gì đó. Có nhiều triệu chứng khác nhau, mỗi người một triệu chứng khác nhau, có người thì ở mông, có người thì ở ngực, nói chung là rất là nhiều cái triệu chứng để báo động là sắp tới rồi nha. Để chuẩn bị nha. Chị em cần thì cứ alo mình ha. Cái này là công ty giao thẳng tới nhà cho mọi người luôn chứ không có cần mà phải chạy đi mua đâu, bất thình lình bắt đầu mình cứ để sẵn ở trong nhà, giống như mình uống nó hết hộp kia xong rồi mình hai hộp mình để gì đó, mình uống hộp này xong rồi mình tới hộp này ha. Mà thường thì những ngày ấy mình mới gần tới cơ thể mình báo động mình mới uống thôi. Ai cần thì alo mình nha.